Rồi ok, xin chào tất cả mọi người đã quay lại cái video tiếp theo của mình. Mình là Túc đây. Ai chưa đăng ký kênh mình thì đừng quên cho mình một nút like cũng như một nút ý để không bỏ lỡ những cái video mới nhất từ mình. Rồi đến cái video hôm nay thì mình lại hướng dẫn cho anh em gọi là Clam, chương trình AirDrop của nó này nhận 1 triệu cái đồng gọi là Fuhu, được chưa? Thì cái đồng này nó cho anh em gọi là cho anh em swap ấy trên Banke Swap rồi, được chưa? Thì cái đồng này nó thông báo là đến còn tức là 24 hôm nữa này là nó hết chương trình AirDrop kết thúc này, được chưa? Thì anh em cố gắng làm, thì cái này là nó mất phí ga phí mạng ấy, được chưa? Thì vừa nãy mình cờ lam có mất là 0.3 đô BLB, được chưa? Thì đây như các bạn thấy này, hỗ trợ trên MetaMask smartphone với Chocolate smartphone này, giờ BC MetaMask đại loại như vậy, được chưa? Thì cũng như cái quả kèo thường lệ thôi, thì anh em kích vào đường link dưới phần mô tả nó ra cái giao diện như vậy. Để bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em gọi là cờ lam nhận 1 triệu cái đồng Fugu, được chưa? Rồi kích vào đường link mô tả thì ra giao diện vậy, anh em kích vào phần như này cho mình để sao chép cái đường liên kết, được chưa? Rồi các anh em ấn vào cái cuộn vở cho mình. Thì dạo này lắm cái quả kèo là coi rác coi xổ số lắm nên là mình cũng hướng dẫn anh em làm luôn đỡ phải tiếc. Rồi anh em ấn vào cuộn vở để sao chép nào xong, bắt đầu anh em quay sang vi chốt cho mình nha. Chất qua liền đầu chơi đậu ồ chơi đây. Rồi khi anh em quay sang ví chớt này, các anh em phần đáp đáp cho mình nhá, đáp này. Dạ. iPhone hình như không có phần đáp hay sao, mình cũng không dùng iPhone quen nên là người hỏi thì mình cũng chịu cứng đấy. Rồi anh em sẽ dán cái địa chỉ sao chép này vừa nãy cho mình vào đây, vào cái chỗ tìm kiếm này. Rồi dán vào. Rồi anh em vẫn hoàn tất cho mình nha. Rồi chuyển đổi, mọi người nhớ phải chuyển đổi sang mạng Smart Chain cho mình nha. ETH phí nó cao với lại nó không được Smart Chain này, được chưa? Đấy, Smart Chain bây giờ nó đang giảm xuống, anh em có tiền có thể hold, được chưa? Mình không có tiền nên là mình chơi những coin này khi mà x10, x100 tài khoản mình mới gọi là hold được, được chưa? Rồi còn 24 hôm nữa thì giao diện đọc là tiếng Anh thì anh em vút xuống mình. Đó. Đến cái phần mà click to claim airdrop này, được chưa? Đấy, mọi người có thể kích vào đây. Thì cái này nó cũng có tiền red được 50% với 100% đấy, anh em có thể dán địa chỉ BEP20 của anh em ở đây và ấn get le re te refi link này, đi chợ dán vào đây rồi copy đường link để đi mời bạn bè để kiếm thêm cái thu nhập, đi chợ. Hiện tại con này nó cũng đang bán hàng Sophia, đi chợ bán hàng gọi là mua đấy, mua 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 bán bán đấy, đi chợ. Rồi anh em kích vào click to claim airdrop cho mình nha. Claim chương trình AirDrop nó còn 24 ngày nữa thôi, anh em cố gắng làm, được chưa? Ơi thì nó xuất hiện lên phí giao dịch, thì của mình vừa nãy làm quả đầu tiên cũng 0.3, quả thứ hai nó nhẹ hơn. Thường thường những quả kèo quay rác về là quả thứ hai với quả của mấy quả sau thì quả đầu tiên là nặng, quả về sau thì nó nhẹ hơn một tí, được chưa? Rồi anh em vẫn chấp thuận cho mình đó. Rồi quay sang, mọi người nhớ phải chờ còn tầm mấy giây nhá để cho nó về phí, được chưa? Rồi anh em kích vào đây để lấy con check này, kích vào đây, kích vào tích thấy thoát ra phần ví cho mình. Rồi ấn phần ví cho mình nha, ấn phần ví này trời loáng quá. Rồi anh em kích vào phần Smart Chain cho mình nha. Ui Smart Chain giảm ác quá nhỉ. Rồi anh em ấn vào cái từ đã gửi nè, vừa nãy này đã gửi luôn này, mới tinh luôn này, được chưa? Rồi không quan trách mình cũng có để phần mô tả cho anh em để tìm, được chưa? Rồi anh em ấn vào sao chép cho mình, rồi giữ vào đấy, chép người gửi người nhận cả đấy, chép vào rồi. Rồi quay sang cái chỗ tìm kiếm cho mình nha. Đâu các bạn ấn vào phần tìm kiếm chỗ này này, để dán nó vào cũng như cái mấy quả kèo trước thôi, không có gì là khó. Dán vào đi. Ở máy nó đưa đưa kiểu gì nhỉ. Rồi khi các bạn dán xong thì nó hiện lên cái token của nó này, Fungu Finance Fuhu. Các bạn gạt sang bên để cho bật cái token nó lên, được chưa? Anh em có thể lên Banke Swap, anh em có thể swap, được chưa? Giá nó ok thì anh em swap ưng cái bụng này, còn không ưng cái bụng thì thôi. Rồi quay sang kiểm tra ví xem nó về chưa, chưa về nặng lợ lắm, được chưa? Máy đưa rồi. Rồi anh em vút xuống cho mình. Rồi các bạn có thể thấy là Fungu đây, Fungu đã về là 1 triệu này, 1 triệu Fungu đấy, khá là ấm luôn, được chưa? Rồi con này thì hay cái nó được cho swap trên Banke Swap rồi, anh em có thể vào swap. Lãi thì mình swap, không lãi thì cứ để đấy, nó sẽ x10 x100 tài khoản cho mình xem, được chưa? Mình chơi của kèo nó quen mình biết, được chưa? Bây giờ chào tất cả mọi người nha, hẹn mọi người ở video tiếp theo.